Xin chào anh em đã quay lại với kênh tin tức của tôi. Ngày hôm nay, bị dẫn trước 3 bàn, Inter Milan giật lại điểm thần kỳ. Nguồn tin từ báo dân trí thì dù bị Bicica dẫn trước 3 bàn nhưng Inter Milan vẫn xuất sắc sang bàn từ tỷ số 3 đều một cách khó tin được. Trước trận đấu của Benfica, Inter Milan đã giành vé đi tiếp ở bảng D Champions League nhưng họ vẫn cần giành chiến thắng để cạnh tranh ngôi đầu bảng với Real Sociedad. Nhưng đội bóng thành Milan thực sự choáng váng khi bị dẫn trước 0-3 sau khi hiệp 1. Thế nhưng họ đã khiến tất cả kinh ngạc khi gỡ hòa 3-3 trong hiệp 2. Rất may cho Inter khi ở trận đấu cùng giờ Real Sociedad cũng đã bị Salzburg trần chân với tỷ số là 0 đều. Ở lượt đầu cuối thì đoàn quân của huấn luyện viên Inzaghi sẽ đối đầu với Real Sociedad trên sân nhà trong trận chiến quyết định ngôi đầu bảng. Bước vào trận đấu này thì huấn luyện viên Inzaghi chỉ tung ra sân đội hình dự bị và ông hầu như là không thay đổi toàn bộ đội hình xuất phát. Điều đó khiến cho Inter thực sự gặp khó khăn trong việc bắt nhịp với trận đấu. Ngay ở phút thứ 5, Inter đã phải vào lưới nhập bóng từ pha dàn xếp tấn công Tenceret đánh đầu trả ngược cho Romario xúc tung lưới đội bóng cũ mở tỷ số cho Benfica. Chưa kịp tỉnh giấc sau bàn thua thì Inter tiếp tục nhận thêm đòn đau. Thêm một lần nữa, hàng thủ của họ cho thấy vấn đề. Từ pha điểm mất bóng ngay sát vòng cấm của Asalani, Fensica tấn công nhanh. Romario chớp thời cơ xúc tung lưới của Nezan Suri nâng tỷ số lên 2-0 cho Benfica. Thảm họa chưa dừng lại ở đó với đội khách. Phút 34, Romario hoàn tất cú hat-trick giúp cho Benfica vượt lên dẫn trước 3-0. Nếu như hiệp 1 Inter gây thất vọng bao nhiêu thì sang hiệp 2 họ lại ấn tượng bấy nhiêu. Phút 51, đội bóng thành Milan đã có bàn rút ngắn tỷ số 1-3 từ pha phạt góc của Bisset đánh đầu cho Orizovic lao vào đánh đầu bồi ở Liga. Tới phút 58 thì Vesavi thực hiện cú dứt điểm nối tuyệt đẹp sau đường chuyền của bên cánh trái ghi bàn thứ 2 của Inter. Càng thi đấu Inter càng hăng máu. Phút 72, Thuram bị phạm lỗi trong vòng cấm, trọng tài cho Nazizuri hướng phạt đền trên chấm 11m. Sanchez đã gỡ hòa 3-3 cho Inter. Và thậm chí từ phút 86, Inter còn có lợi thế khi hậu vệ đó là Antonio Sava bị trút quyền thi đấu. Dù vậy thì họ không thể tận dụng lợi thế hơn người để ghi bàn thứ tư, trận đấu kết thúc ở tỷ số 3 đều. Đó là thông tin ngày hôm nay. Nếu anh em bỏ ít thời gian để ấn like và chia sẻ và để comment video để góp ý video tôi tặng cả câu chuyện tặng người này, nhớ đăng ký video.